Ông đi mua thêm đi. Ủa, bà tự đi mà mua đi chứ. Nào, ví nào, đi mua đi. Thanks. Vậy là nhanh. Sếp đến. Cái gì? Có gì anh cứ để phần cơm cho em nhé. À, nhưng mà dạo này em thích ăn cá hồi ngâm tương cơ. Làm sao ấy, tôi đã nói rồi, cái chỗ này nó phải làm như thế này. Ơ mọi người, tôi biết làm. Ơ sếp, sao nghỉ lễ mà không đi đâu chơi à? Sếp ơi, mấy ngày hôm nay đi đâu cũng chen chúc xô bồ, bọn em lên văn phòng làm việc cũng thoải mái hơn nhỉ? Đúng rồi đó sếp, dạ đúng rồi. Đúng rồi sếp. Các em sếp. May mà mình thông minh nhanh trí, sử dụng cái máy hút bụi không dây này. Chưa kể nha, máy hút bụi này còn có công nghệ flashlight giúp di chuyển máy dễ dàng, cảm biến bụi, thông báo nơi cần hút bụi để có thể hút kỹ hơn nữa. Cầm tay nhỏ gọn, lực hút tốt mới cứu nguyên sếp kịp thời. Panasonic đảm bảo thích. Panasonic.